thiên đàng, lên thiên đàng mình nhảy tập tình, nhảy tập tình mình nhảy tập tình, nhảy tập tình mình nhảy tập tình. Anh Hồng, sao vậy sao vậy sao vậy? Em đâu phải là DJ chuyên nghiệp, em chơi cái nhạc khác mà anh hát cái nhạc khác, em chơi muốn gãy cái tay em luôn không có vô được, em mệt quá anh Hồng ơi. Anh nói Trinh à, thiệt sự á, ca sĩ á, đứng ca đó thì rất là dễ, mà vừa ca mà vừa đọc rap mà vừa nhảy sập sình kiểu này chắc đuối chết. Thôi khó quá, bỏ qua em bỏ ơi. Bỏ qua thiệt rồi. Trinh ơi, anh nói cho Trinh nghe nè, mình á thì khó làm được, nhưng mà anh nói cho Trinh một cái này rất đặc biệt. 10 thí sinh của chúng ta đêm nay họ thể hiện được hết những ca khúc rất là sôi động, họ diễn hết mình tại sân khấu này. Được không? Tại vì thí sinh mình từ trước giờ hát trữ tình nè, rồi hát những cái nhạc mà êm dịu không à. Tối đêm nay em coi đi, quý vị khán giả chứng kiến 10 thí sinh chúng ta tại sân khấu này sẽ hát hết mình, bốc lửa hết mình và bốc cháy tại sân khấu này. Yeah! Nghe hấp dẫn quá. Nhưng mà thật sự với anh, còn đêm nay còn 2 thí sinh nữa. 2 thí sinh đặc biệt. Ông Bụt thân thiện danh ca Ngọc Sơn. Đây là ông Bụt của chương trình Hát Vui Vui Hát. Vì các thí sinh nói là lúc nào anh cũng khen và anh cũng cho tụi em điểm cao, có phê bình nặng lời, tại vì sợ thí sinh bị tổn thương. Cho nên là danh xưng là ông Bụt thân thiện trong chương trình Hát Vui Vui Hát đã tặng riêng cho anh ba. Và sau đây một thí sinh đặc biệt nữa, nữ ca sĩ Phương Thanh. Một chương trình thì chỉ có một thí sinh đi tới cuối cùng, mà bây giờ tất cả đều là ông Bụt bà Bụt hết thì chúng ta sẽ xử lý như thế nào? Cho nên là bắt buộc thì khi mà có một người, và có một người là ông Bụt thì Phương Thanh thì phải ác thôi, nhưng mà ác làm sao cho công bằng mà thí sinh mà thi rớt cũng cảm thấy hài lòng và vui lòng. Cho nên là soi cũng phải soi cho thật kỹ, mà soi cũng phải công tâm nó mới có hiệu lực. Soi tầm bậy tầm bạ em bị quýnh chết rồi. Hai vị giám khảo đã sẵn sàng rồi, còn chờ gì nữa vậy? Một tràng pháo tay thật nồng nhiệt chào đón nhóm huấn luyện viên đa sắc. Ngọc Sơn, có chị Danh, Phương Thanh rồi thì còn ai nữa ta, hai nhân vật quan trọng lắm. À, anh Lý Hùng và Việt Trinh. Đúng rồi. Có hai chúng tôi đây. Xin chào, xin chào. Một tràng pháo tay to cho nhóm huấn luyện viên Huyền Hoa. Anh Hùng ơi, trong vòng chung kết năm ngày hôm nay có rất là nhiều điều đặc biệt. Điều đặc biệt đầu tiên á, đây là lần đầu tiên thí sinh sẽ hát theo chủ đề của ban tổ chức đưa ra. Anh có biết chủ đề hôm nay là chủ đề gì không? Biết sao biết. Chủ đề tối đêm nay rất đặc biệt, đó là chủ đề karaoke top hit. Những ca khúc karaoke được khán giả yêu mến nhất hiện nay đứng đầu bảng khi mà chọn hát karaoke đó vị Trinh à. Lần đầu tiên các thí sinh bị loại trực tiếp, đó cũng là một áp lực mà cũng là một động lực để cho các thí sinh của chúng ta thi đấu tốt hơn trong tối đêm nay, đúng không các bạn? Quý vị khán giả yêu mến thí sinh của chúng tôi, hãy soạn tin nhắn theo cú pháp HVVH khoảng cách mã số thí sinh gửi về tổng đài 8234. Và trong một tuần qua thì các thí sinh của chúng ta và các ban huấn luyện đã tập hết sức mình và đổ rất là nhiều mồ hôi, và chúng ta hãy đến với những hình ảnh mà các thí sinh tập luyện với ban huấn luyện của mình.
Trinh, đúng địa chỉ này rồi đó. Đúng rồi, nhưng mà mình phải bí mật. Để coi các bạn xin chuẩn bị thế nào cho vòng chung kết năm. Hôm nay vị Trinh lấy lồng sẽ làm đẹp như không không thấy. Vô phòng nữ đã rồi sao? Còn anh muốn hồn, muốn hồn. Anh biết em vô phòng nam sao? Sao? Phê luôn. Hôm nay thật sự là rất là vui. Anh Lý Hùng cùng với chị Việt Trinh thay mặt chương trình đến đây thăm các bạn. Sẽ có hai bạn bị loại thì tụi em cứ cảm thấy lo lắng hay là hồi hộp hoặc là cảm thấy buồn khi mà nếu như mình là một trong những người mà bị rời khỏi cuộc thi không? Nếu như mà một trong số mấy bọn em á, ai mà rời đi cũng rất là buồn nhiều. Còn chuyện mà thi đậu hay rớt là tụi em không quan trọng nữa. Tại vì bình thường thì ở chung với nhau cũng có tình cảm rất là sâu rồi. Anh nghĩ đó không phải là vấn đề lớn đâu. Cái chính là các em được lên sân khấu, được thể hiện được cái lòng ước mơ của mình. Và anh nghĩ là sau cuộc thi này, nếu các bạn có rớt rồi, các bạn cũng có được vốn sống nè, đúng vị Trinh, được thầy dạy nè, chúng ta được kỹ năng diễn xuất nè, rồi thậm chí về trang điểm và cách ăn mặc, cái đó rất quan trọng. Anh cũng mong muốn và chị Vị Trinh mong muốn là các em phải làm sao cái máu lửa yêu cái nhà này phải nung trong lòng hoài, để sao để nó giúp cho mình trở thành cái ước mơ mình thì thật là sau này đẹp trở thành ca sĩ. Một anh bán trái cây rất là hiện đại, giờ sau này tự nhiên có điện thoại đến show mời Trường Giang đi hát đó, tự nhiên Trinh giá nhiều vậy. Không có lo cái gì hết, ngày mai cứ trái hết mình đi, còn rớt có anh Lý Hùng lo. Đừng thôi. Thú vị các bạn, quý vị vừa xem đoạn video clip. Đoạn cuối đoạn video clip là không gian sống của các thí sinh. Vì trong 10 thí sinh tối đêm nay sẽ có 2 thí sinh thấp điểm nhất sẽ bị loại trực tiếp tại sân khấu đêm nay. 10 thí sinh của hai đội chúng ta sẽ hát một ca khúc tự chọn với chủ đề karaoke top hit. Và với sự dàn dựng rất là công phu của chính đội huấn luyện của mình, ban giám khảo sẽ nhận xét và chấm điểm ngay tại sân khấu này. Thang điểm cao nhất của chúng tôi là 100, thấp nhất là 80. Hai ban huấn luyện sẽ chọn lại 3 thí sinh an toàn, không phụ thuộc vào điểm của ban giám khảo. Và 4 thí sinh trong top nguy hiểm sẽ được ban giám khảo chọn lại 2 bạn để đi tiếp vào vòng trong. Điểm của chung kết vòng 4 sẽ cộng với vòng chung kết 5 cộng lại. Thí sinh nào cao điểm nhất sẽ lọt tiếp vào vòng sau. Và trước khi đến với chương trình, mời quý vị nghỉ lao trong vòng ít phút, chúng tôi sẽ trở lại ngay. Khán giả sẽ bình chọn cho thí sinh mình yêu thích kể từ lúc 22:30 mở ngày 16 tháng 4 khi kết thúc chương trình, đóng vào thứ năm tuần tiếp theo ngày 21 tháng 4 năm 2016. Cú pháp bình chọn HVVH khoảng cách mã số thí sinh rồi gửi về tổng đài 8234. Mình là Ngọc Diễm, mình đến từ Cần Thơ, số báo danh của mình là 01. Mình là Trung Châu, mã số của mình là 02, nhớ bình chọn cho mình nhé. Mình là Trường Giang, mình ở Đồng Nai, mã số của mình là 03. Hãy bình chọn cho Nga, số 04 nha. Xin chào tất cả mọi người, mình là Ngọc Hân, mã số bình chọn của mình là 05. Rất mong sự ủng hộ và bình chọn của mọi người nhé. Mình là Thế Anh, biệt danh của mình là Bành Tuấn, số báo danh của mình là 06. Mình tên là Lê Bá Duy, mã số bình chọn của mình là 07. Các bạn ơi, mã số bình chọn của mình là 08, gửi về tổng đài 8234. Mã số bình chọn của Như là 09. Mình là Trần Quang, mình đến từ thành phố Hồ Chí Minh và mã số bình chọn của mình là số 10. Chào mừng quý vị quay trở lại với chương trình Hát Vui Vui Hát 2016. Và bây giờ chúng ta đến với phần thi đầu tiên. Hai thí sinh này ở vòng chung kết 4 đó được khen ngợi rất nhiều. Đó là bạn Trường Giang của đội Đa Sắc và bạn Trúc Như của đội Thuyền Hoa. Lời nói đầu môi anh ơi chót lưỡi đầu môi, phải xa đành thôi sao anh gian dối người ơi. Vì sao tình tôi chân thành bên anh đã lâu, vì sao anh
tôi không hiểu vì sao. Dù biết tình yêu xưa nay vẫn có hôm tan, phải đâu đành quên bao nhiêu yêu dấu thời gian. Nhìn mưa rơi ngoài hiên, nghe tình tôi lao sao triền miên. Một ngày kia anh có quay về. Đã không yêu thì thôi, ta gặp nhau làm chi? Thêm bao xa xa mình tôi, anh ơi tình gì? Anh như áng mây trên trời và hoài xa xôi. Cho dù tôi đã cố níu giữ tình anh, đã không yêu thì thôi, anh cần chi gian dối? Thêm bao trái ngang cuộc tình ngượng ngùng đầu môi. Mưa giăng mắt trên môi sầu thêm nhà đơn côi. Dù xa nhưng trong tim tôi mình anh thôi. Chót lưỡi đầu môi phải xa đành thôi, sao anh gian dối người ơi? Vì sao tình tôi chân thành bên anh đã lâu, vì sao anh tôi không hiểu vì sao? Dù biết tình yêu xưa nay vẫn có hợp tan, phải đâu đành quên bao nhiêu yêu dấu thời gian. Nhìn mưa rơi ngoài hiên, nghe tình tôi lao sao triền miên. Một ngày kia anh có quay về. Không yêu thì thôi, ta gặp nhau làm chi? Thêm bao xa xa mình tôi, anh ơi tình si. Anh như áng mây trên trời và hoài xa xôi. Cho dù tôi đã cố níu giữ tình anh, đã không yêu thì thôi, anh cần chi gian dối? Thêm bao trái ngang cuộc tình ngượng ngùng đầu môi. Mưa giăng mắt trên môi sầu thêm nhà đơn côi. Dù xa nhưng trong tim tôi mình anh thôi. Không yêu thì thôi, ta gặp nhau làm chi? Thêm bao xót xa mình tới, anh ơi tình si. Anh như áng mây trên trời và hoài xa xôi. Cho dù tôi đã cố níu giữ tình anh, đã không yêu thì thôi, anh cần chỉ gian dối? Thêm bao trái ngang cuộc tình ngượng ngùng đầu môi. Mưa giăng mắt trên môi sầu thêm nhà đơn côi. Dù xa nhưng trong tim tôi mình anh thôi. Trong màn đêm lung linh đẹp xinh, những phút thần tiên bên em lòng ngất ngây. Trao dâng trong lòng anh đam mê cuồng say. Mình yêu nhau đi và yêu nhau hoài nhé em. Kề vai bên nhau cùng say sưa khúc nhạc tình. Mình vui đêm nay và trao nhau tình đắm say. Này em yêu ơi, tình anh ngàn lời muốn nói rằng anh yêu em, yêu ngay phút ban đầu. Tình cờ mình quen nhau trong ánh mắt em chào. Này em yêu ơi, yêu em nhất trên đời và chỉ mình em thôi. Trong trái tim mà
em như ngàn ánh sao bừng lên trong màn đêm lung linh đẹp xinh. Những phút thần tiên bên em lòng ngất ngây, trao dâng trong lòng anh đam mê cuồng say. Mình yêu nhau đi và yêu nhau hoài nhé em. Kề vai bên nhau cùng say sưa cùng nhạc tên. Mình vui đêm nay và trao nhau tình đắm say. Này em yêu ơi, tình anh ngàn lời muốn nói. Oh, I love you. Love you, I love you. Hajimete no hi. Love you, I love you. Iyaje Kamoto. Love you, I love you. Shimeke ti mi ni. Hai, koi bi to. Mi da kesa, kokoro kara, rằng anh yêu em, yêu ngay phút ban đầu, tình cờ mình quen nhau, trong ánh mắt em chào. Này em yêu ơi, yêu em nhất trên đời, và chỉ mình. Trường Giang thân mến, anh nhìn em, anh nhớ lại hai người học trò người Nhật, đó là Wada và Sakai. Hey, my love, kimi wa sora ni hikateru hoshi na no. Anh đã dạy hai người học trò người Nhật, hai cậu này cũng hiền hậu mà ngây thơ như em vậy đó. Có nghĩa là em làm rất là hay, mọi người ai cũng yêu thương. Nhạc trẻ không phải là chỉ hát hay, cách trình diễn của mình thật duyên dáng và sinh động, mà hồn nhiên vô tư, gây một cái sự niềm vui cho đến cho mọi người, đem cái niềm vui đến cho mọi người, thì mọi người sẽ hưởng ứng em rất nhiều. Trúc Như hôm nay nhìn rất là đẹp, anh không ngờ luôn đó, mặc váy lên và trang điểm tóc tai lại rất đẹp, hát rất là hay. Cuối cùng em hát cái dòng nhạc nào, nhưng giọng hát của em nói lên một sự tình cảm rất da diết trong tâm hồn. Trường Giang với Trúc Như là một trong những thí sinh có một cái phong độ rất là ổn định và có thể thích nghi liền với tất cả những gì mà mọi người đưa ra. Và hôm nay thì Phương Thanh thực sự là ngưỡng mộ hai ban huấn luyện rất là nhiều. Một tràng pháo tay cho hai ban huấn luyện. Không có một cái lỗi gì quá lớn trong hai tiết mục vừa rồi. Tất cả các bạn đã chịu thay đổi, thích nghi và thích ứng với sáng tạo của ban huấn luyện, và các bạn đã đáp ứng được điều đó. Điều đó rất khó so với các bạn là những người mà chưa đứng trên sân khấu rất nhiều. Các bạn hãy giữ vững cái phong độ này và mỗi một tuần mình sẽ hay hơn nữa. Thưa quý vị, chương trình chúng tôi nói từ đầu là hôm nay là chủ đề là top hit của karaoke. Một ca khúc mà Trường Giang vừa ca là một trong những ca khúc mà cả nước Việt Nam yêu mến, một sáng tác của danh ca Ngọc Sơn. Thật sự là Trường Giang ca khúc hôm nay rất là ấn tượng. Giờ Lý Hùng muốn hỏi anh Ngọc Hiền nè. Thật ra thì với Trường Giang là mình thấy một sự nỗ lực rất lớn. Và mình nghĩ rằng lúc đầu là sợ lắm. Sợ khi mà làm với Trường Giang sẽ khó lắm, bởi vì cái phong cách Trường Giang nó rất là hiền lành. Nhưng mà khi càng làm việc với Trường Giang, mình thấy cái sự phấn đấu, nỗ lực của anh qua quá trình làm việc vậy là mình thấy rất là ấy. Và mình khi anh hát một cái là mình có cảm hứng ngay. Và mình nghĩ là mình sẽ làm cho Trường Giang một tiết mục rất là đặc biệt như thế này. Và cái này cũng có sự góp ý của Hoàng Bách, phối hợp với Hiền và cả ekip để làm lên một hình ảnh Trường Giang như hôm nay. Ngay khi vừa kết thúc cái đêm diễn ở tuần trước thì cả ekip nhận được một cái thông tin là ba của Trường Giang đang bệnh khá là nặng. Thì thực sự đó là một cái khó khăn về mặt tâm lý rất là nhiều với Giang. Nhưng khi đưa bài ra và kể cả là bắt Giang phải học thuộc tiếng Nhật trong một buổi chiều đó để mà hát, bắt buộc là phải hát tiếng Nhật cái đoạn sau đó, thì Giang vẫn tập trung và làm việc được. Oh,
Giang dành cho chương trình này một cái sự nỗ lực rất là lớn. Cái việc bách đưa cái ý tưởng đưa một cái xe kẹo kéo lên và được khán giả hâm mộ như vậy, để muốn nói với Trường Giang một điều rằng chúng ta có thể là bất cứ ai, chúng ta có thể làm bất cứ công việc nào, nhưng nếu chúng ta thực sự có tài năng và có đam mê thì khán giả vẫn đến với mình. Còn cô bé Trúc Như ngày hôm nay của chúng ta giống như một nàng công chúa nhỏ vậy đó. Và cái bài hát Trúc Như thể hiện là rất là hot của ca sĩ Minh Tuyết, đúng không? Nói chung cái bộ này rất là xa lạ đó với em. Thực sự cũng như anh Phương cũng có nói, số đầu tiên nói là em không cần bận bà ba đâu, cũng biết em miền Tây rồi, hiểu. Cho nên là em cũng cố gắng để xử lý cho tốt cái vai trò hôm nay để không phụ lòng ban huấn luyện của em. Em xin cảm ơn. Việt Trinh biết rất là khó cho ban huấn luyện, tại vì thứ nhất là về quần áo, rồi về make up, về tóc tai, và ngay cả cái bài hát nó khác những cái bài hát trước đây, thì không biết là chị Đông Đào sao ạ? Lần này thì Đông Đào có hơi phá cách chút xíu, bởi vì có thể thay đổi một hình ảnh của em, dù là không khác đi mấy nhưng mà sẽ gây cho anh Ba Ngọc Sơn và chị Chanh một sự tò mò. Bởi vì thật sự chị Chanh thì chị Chanh hay bới móc lắm. Chị chỉ hỏi là nếu như cái áo dài này mà cái quần không phải màu hồng thì nó có thể đẹp hơn không? Tại vì của mình đâu phải là không có thiết kế đâu, có hết mà, trừ nửa điểm. Cho nên là lần này thật sự thì bản thân chị cảm thấy rất là tự tin. Bản thân Đào hôm qua lên tập cho em hát cũng vậy nữa. Khi mà xung quanh các em là múa xung quanh múa rất là năng động. Em đứng giữa cái đã không yêu thì thôi cơn dậy, Đào lên Đào đứng nhảy luôn. Em phải nhảy lên, xung quanh mọi người đã nhảy. Thì đối với bé Trúc Như từng hát Nhà Quê Hương mà bây giờ bắt bé nhảy thì cũng là một điều rất khó. Nhưng rõ ràng hôm nay em đã làm được cái mong muốn của chị. Từ số đầu tiên khi mà Trúc Như xuất hiện với một cái hình ảnh là một cái cô gái miền Tây rất là mộc mạc, Thì giống như lời hứa là ekip sẽ dùng mọi cách để thay đổi hình ảnh của Như trong mọi tuần, mọi số. Thì với cái số này theo cái chủ đề là những cái nhạc, những cái bài hát top hit, thì ekip cũng chọn ra một cái bài hát tương đối là chắc là tất cả, đa số khán giả đều biết cái bài này rất là nổi tiếng của Minh Tuyết. Thì muốn đưa một cái hình ảnh hoàn toàn mới cho Như. Hôm nay thì các bạn đã quá tuyệt vời trong mắt mọi người, trong đó có cả Phương Thanh. Cho nên số điểm của hai bạn sẽ bằng nhau. Một trăm điểm. Chúc mừng em, trời ơi. Chúc mừng. Thưa quý vị các bạn, quý vị các bạn yêu mến thí sinh nào, hãy bình chọn thí sinh đó theo cú pháp nhắn tin như sau: HVVH, khoảng cách, mã số thí sinh, gửi về tổng đài 8234. Tổng đài chúng tôi sẽ mở sau khi kết thúc chương trình này. Mã số của thí sinh Trường Giang 03, mã số của thí sinh Trúc Như 09. Sao không thấy em, gió hiu hiu lòng bỗng nghe lạnh đêm, trời mù sương hay mù khói thuốc anh, em không lại anh nhủ lòng sao đây, em cứ hẹn chiều mai rồi lại không thấy em, áo ai xanh hờ hững đi vào đêm, đợi một giây nghe bằng thế kỷ sau, em mới yêu lần đầu còn anh đã yêu lần sau. Chắc tại chiều hôm nay không còn nắng để thêm hồng đôi má thắm dai nhân, chắc tại mưa nơi vùng xa tít đó, sợ mưa lạc đường làm ướt áo em anh, hay tại chiều hôm kia em giận khóc, anh vùng về quên lau mắt thu mưa. Thôi em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé, để anh buồn
như anh chàng làm thơ. Em có hay trời buồn, trời chuyện mưa đó không? Biết yêu em là biết nghe chờ mong. Chuyện tình yêu muôn đời kiếp đến nay, nàng cứ quên hẹn hoài mà chàng cứ mong chờ ai. Chắc tại chiều hôm qua không còn nắng, để thêm hồng đôi má thắm dài nhân. Chắc tại mưa nơi vùng xa tít đó, sợ mưa lạc đường làm ướt áo em anh. Hay tại chiều hôm kia em giận khóc, anh lại vùng về quên lau mắt thu mưa. Thôi, thôi em cứ hẹn, nhưng em đừng đến nhé, để anh buồn như anh chàng làm thơ. Em có hay trời buồn, trời chuyện mưa đó không? Biết yêu em là biết nghe chờ mong. Chuyện tình yêu muôn đời kiếp đến nay, nàng cứ quên hẹn hoài mà chàng cứ mong chờ ai. Chuyện tình yêu muôn đời kiếp đến nay, nàng cứ quên hẹn hoài mà chàng cứ mong chờ ai. Oh,
Có cả là cái cảm xúc của Mỹ Nga đã trở về với những cái kỷ niệm xưa. Hôm nay thật sự khi mà hát cái bài này em nhớ về thời gian đã qua. Thật sự em không phải diễn, em hát thật. Mỹ Nga thôi được rồi, như vậy nè. Em đã có một cái cảm xúc rất là đầy, rất là đẹp. Mà một người nghệ sĩ rất là cần những điều đó. Mình hãy biến những điều yếu đuối thành một sự mạnh mẽ. Cố gắng lên em ha. Cảm ơn Mỹ Nga. Thưa quý vị, không những Mỹ Nga hát một ca khúc cũng rất nổi tiếng của ca sĩ Lệ Quyên, mà anh Trần Quang, anh ta đã thay đổi hoàn toàn, như lột xác vậy đó. Bước ra Lý Hùng hết hồn, tưởng ủa ông này sẽ giống tôi quý vị. Tôi đóng bộ phim Lời Sám Hối giống quá. Đó là cái rất hay của nhóm Thuyền Hoa. Và một ca khúc mà Trần Quang thể hiện cũng là một ca khúc rất nổi tiếng của ca sĩ Quang Lê, Chuyện Hẹn Hò. Thưa quý vị, chương trình chúng ta hôm nay là một cái chương trình karaoke top hit. Thì rất nhiều phía sau những ca khúc rất nổi tiếng nữa, các bạn nhớ đón xem nha. Bây giờ Lý Hùng sẽ xin mời phần nhận xét của nhóm Thuyền Hoa. Thật sự ra tuần rồi á, không phải mình thù dai mà cú Phương Thanh lắm, bởi vì cái bạn này hát rất là tốt. Nhưng mà chỉ có điều là cái dòng nhạc các bạn không có đổi nhiều, hình ảnh cũng không đổi nhiều từ đầu đến chương trình đến giờ, cho nên Phương Thanh cho điểm thấp quá. Anh Quang vẫn là ổn định nhưng mà không có gì mới, cho nên anh Quang sẽ là 25 điểm. Cho nên mới bàn với đàn là thôi kỳ này bấm bụng chơi đại đi, phải đổi anh này hoàn toàn. Thì Đào đồng ý và mọi người lên concept xong rồi mới ra cái idea như vậy. Và rõ ràng là đó là tới giờ này coi như là cái sự mạo hiểm của đội này thành công. Chị Trinh nghĩ là hai ba huấn luyện của chúng ta đừng có đổ thừa cho chị Chanh nữa. Đổ thừa là góp ý của chị Chanh. Chinh ơi, Chanh rất là vui khi mà bị hai đội móc méo, thành Chanh vui lắm. Tại vì cái tuần trước cái số điểm của Trần Quang đó là gây khó chịu cho nhiều người lắm. Tại sao Trần Quang hát tốt như vậy mà Phương Thanh lại cho điểm không được cao? Và Trần Quang cũng sẽ bị tổn thương. Nhưng nhờ cái sự tổn thương đó, Phương Thanh phải gan một chút xíu. Tại vì khi mà mọi người đứng trên sân khấu với Phương Thanh cũng như là đồng nghiệp, chúng ta không thể nào làm một điều quá gắt gao như vậy. Nhưng mà đủ bản lĩnh để làm điều đó, thì tuần này chắc chắn là Quang sẽ được bù lại rất là nhiều. Và bên này phải cảm ơn Phương Thanh cho. Lúc đầu khi mà em với anh Phương có nói chuyện với nhau, thì anh Phương có nói với em là anh muốn là biến anh Quang thành một cái người mà đàn ông xưa, là vừa lịch lãm mà phải rất là đẹp trai. Trong khi là có một cái khó khăn mà khi mà em làm là tóc anh Quang thì không được nhiều lắm. Nên thành ra là em có nói chuyện với anh Lợi là chết rồi anh Lợi ơi, thì bây giờ em không biết là phải thay đổi cho anh Quang như thế nào. Thì cuối cùng là nhờ anh Lợi đã có những cái thủ thuật về tóc tai và make up thế nào, và cuối cùng là đã biến được thành quay như thế này ạ. Thật sự là phải nhờ bên một cái trung tâm về làm tóc á, họ sẽ làm cho kết cho một cái mái tóc, cái tóc mái phần trên. Có thể là Quang có thể mở ra cho mọi người coi là hôm nay là Quang tóc rất nhiều nha, tóc rất nhiều. Sự hôm nay chị thật sự chị khen Quang, bởi vì nó thật với quý vị, nó thật với anh ba với Chanh rằng là đến ngày hôm qua tập cho Trần Quang mà Đông Đào vẫn còn lo lắng, bởi vì Trần Quang quen các cách hát là của nhạc truyền thống và giống như nhạc dân ca. Hẹn chiều nay mà sao không thấy em. Hẹn chiều nay mà sao không thấy em. Hôm nay em đã làm được cái điều chị mong ước. Để nói về chị Chanh soi thì thật sự Khanh đồng ý với cái vấn đề của chị Chanh. Như tuần vừa rồi thì bên Hồ Khanh là người đầu tiên là bị soi, bị trừ điểm. Mà Hồ Khanh thấy cái điểm này là một cái là điểm mới cho cái chương trình Hát Vui Vui Hát. Đó là một cái điều nhắc nhở cho cả một cái ekip và một cái cho chương trình để cho nó tốt hơn. Thì nhờ Chanh và tất cả các bạn cũng đã nỗ lực, và kể cả chính bản thân Khanh cũng phải nỗ lực và về nói lại với các em cả ekip để thực hiện cho tốt. Thì hôm nay Nga đã có một cái sự thay đổi, và chúc mừng Nga và chúc mừng anh Quang. Ra khi mà làm một tác phẩm như vậy á, mình suy nghĩ và nghe rất nhiều về cái nội dung,
mà lần này thì cũng phục thù chị Phương Thanh dữ lắm. Lần trước là bay cao mà chị cũng không chịu, thì bây giờ thì cho bay là đà, ngồi ghế hát, xô cái gậy, được rồi. Nhưng mà tóm lại là lần này Mỹ Nga đã làm hơn cả sự mong đợi cái Hiền về diễn xuất, về cái nội tâm, Nga đã làm rất tốt. Giờ tới cái phần hồi hộp nhất. Về Mỹ Nga, em đã hát một bài hát khó không phải dễ, cao trào điệp khúc, nốt cao liền liên tục. Em vừa phải diễn xuất và một kịch bản cũng rất là khó, cho nên em sẽ nhận của chị là... Về Trần Quang hôm nay đã thay đổi cảm xúc, tình cảm hơn rất nhiều, liền mạch trong mắt Phương Thanh rất là tốt. Và anh được 99,5 điểm. Chúc mừng hai bạn. Thưa quý vị các bạn, quý vị các bạn yêu mến thí sinh nào, quý vị các bạn hãy nhắn tin theo cú pháp HVVH khoảng cách mã số thí sinh gửi về tổng đài 8234. Tổng đài chúng tôi sẽ mở sau khi kết thúc chương trình này. Mã số thí sinh Mỹ Nga 04, mã số thí sinh Trần Quang 10. Đã xóa hết những ngày yêu qua, chỉ còn mình em ngu ngơ mong cho cơn mưa tại trong yêu thương không vội vã. Mưa ngoan dấu hết những phút thẫn thờ này, thương em đi giữa đêm lạnh quay trở một mình, bỏ lại tình mình theo làn mây. Tìm về ngày yêu ấy cũng trong chiều mưa này, mình đã gặp nhau lạnh bờ vai nhưng tim vẫn cười. Giờ vẫn chiều mưa ấy, em nếp trong vòng tay anh, anh chỉ lặng im đôi hàng mi nhẹ run cho tim em bật khóc. Đã qua rồi, qua khoảnh khắc đôi mình nói tiếng yêu ngập ngừng, rồi nhẹ nhàng đặt lên môi hôn cho em quên đi lạnh giá. Vỡ tan rồi, anh chẳng nói nên lời, mưa rơi sẽ tan bóng hình vì giờ này. Bye.
sớm mai như chén chua cay này, lèo bèo như gã du ca buồn, lang thang bước với nỗi đau, với trái tim ta thật nguyền. Buồn nào đưa ta qua những nỗi đau thương này, rồi lòng ta say chưa quên đi đôi mắt vô tình. Anh mắc đắm đuôi đắm môi đắm mê đắm tay buôn lời em yêu đã giết ta trong một đêm ôi mê buồn. Vì yêu em nên ta đã hoa ngây ngô rồi. Mỗi sáng mỗi tối thức điên ta say với bóng em. Đã tê những nỗi đau thương chung cay đâu không ai hay vì em đã bước chân theo tuyển vui kia đi rồi. Nào người em quay lưng cho ta quá đau buồn. Giữa quãng đời lòng người tình si quá mê dài ôm lòng vỡ nát. Chúc mẹ trong ly rượu nồng đã chốc đã lỡ yêu em rồi. Con tim ta lỡ trao em rồi. Ta say ta hát yêu nhau lời tình si mê. Em có hay không nào? Dù mai như chén chua cây này, lờ bèo như gã du ca buồn, lang thang bước với nỗi đau, với trái tim ta thật nghiền. Buồn nào đưa ta qua những nỗi đau thương này, dòng lòng ta say chưa quên đi đôi mắt vô tình. Anh mắc đắm đuối đắm môi đắm mê đắm tay buôn lời em yêu đã giết ta trong một đêm ôi mê buồn. Vì yêu em nên ta đã hoa nghe ngô rồi. Mỗi sáng mỗi tối tự điên ta say với bóng em. Ta nghe những nỗi đau thương chưa cay đâu không nghe hay vì em đã bước chân theo thuyền vui kia đi rồi. Nào người em quay lưng cho ta quá đau buồn. Giữa quãng đời lòng người tình si quá mê dài ôm lòng vỡ nát. Chúc với trong ly rượu nồng đã chốc đã lỡ yêu em rồi. Con tim ta lỡ trao em rồi. Ta say ta hát yêu nhau lời tình si mê. Em có hay không nào? Dù mai như chén chua cây này, lờ bèo như gã du ca buồn, lang thang bước với nỗi đau, với trái tim ta thật nguyền. Ta say trời đất cũng say. Ta say. Ủa anh đang đi làm MC mà anh muốn biên chi cho nó say vậy? Trời ơi, say nắng nó có hai loại. Một loại là đi nắng nó bị nắng nó chói vô nó say. Còn một loại đi ngang gặp ai mà đẹp đẹp cũng bị say, cũng là gọi đi say nắng á, biết không? Thưa quý vị, Lý Hùng bị say nắng đúng ra uống viên thuốc thôi để cho nó đỡ say rồi. Trinh ơi, anh có yêu cầu em uống viên giùm anh đi em. Ủa sao em muốn chơi, em đâu có bị say đâu. Để nó hạ cái tự tin của em xuống tí. À vậy hả? Lúc nào em cũng nghĩ em đẹp á. Vậy là em bị hoang tưởng. Đẹp phải để trong lòng đi em. Lý Hùng chia sẻ tí. Thật sáng giờ không ngờ đây anh chàng bán thịt heo của tôi. Trời ơi, Phước Trung ơi, Phước Trung. Thật sự nha, Lý Hùng muốn nói thì từ sáng mà Lý Hùng vô đây làm chương trình á, cái ông này ổng đi tới luôn, gặp tôi ổng có chào hoài. Tôi không biết là ai, tôi mới nhìn ổng. Sáng giờ thì thật sự em cũng lo lắm. Em chào anh cũng mấy lần, ba bốn lần. Mà em thấy anh Hùng cứ thấy cái gì lạ lạ nhiều, mà sao tự nhiên hôm nay bộ cái gì mình làm gì mà anh giận hay gì mà...
câu hỏi đầu tiên mà Lý Hùng muốn hỏi nhóm Tiền Hoa là stylist Xuân Hải và chuyên viên hóa trang Phước Lợi nè. Hai bạn nghĩ thế nào mà đưa Phước Trung một anh, một em trai của anh bán thịt leo và trở thành một giống như một Elvis Presley, đúng không bạn? À, thập niên 70 hát nhạc sôi động rất là xuất sắc mà diễn rất là nhập tâm và tự tin nữa. Đây là bài hát của Ý, thì là em sử dụng gần như là đúng nguyên bản gốc của cái ca sĩ ở bên Ý hát bài đó, cũng là quần ống loe, rồi áo cũng cởi ra, rồi tóc tai là đàn ông Ý thì người ta hay để râu và để râu quai nón, thì em đã nhờ tới sự hỗ trợ của anh Lợi để tạo ra được một cái hình ảnh em cảm thấy là rất là xứng đáng khi mà tụi em bỏ công nhiều ra như vậy. Hôm nay em phá lệ lên cao nhất trong các đợt thi của em, đó là nốt xón. Nốt xón với hát chưa tròn lắm nhưng khen em hát rất hay. Ngọc Diễm, nốt cao nhất hôm nay là đố thăng, nhưng mà em hát, giọng hát của em ngọt ngào, mãnh liệt, khỏe, tốt, chắc, tròn vành, rõ chữ, và em hát rất là hay. Tất cả những gì anh đặt niềm tin vào em, anh dặn em thì em đã làm được như vậy và hơn như thế nữa. Ở em có một cái bản năng nổi loạn cần có của một người nghệ sĩ chuyên nghiệp. Em có cái bản năng sân khấu và em hôm nay em đã thể hiện được nó ra. Em là học trò của anh nên là anh nghĩ là tất cả mọi người trong ban huấn luyện đến giờ này có thể nói là em đã làm được hoàn hảo những gì ban huấn luyện yêu cầu và em tỏa sáng buổi tối hôm nay. Và hôm nay thì Hồ Khanh đã biến Ngọc Diễm trở thành một nàng thơ, phải công nhận là tóc tai rồi make up rất là dễ thương. Tuần trước thì Diễm đã bị trừ nửa điểm về cái lỗi make up. Về phần make up Khanh ơi, make up mạnh hơn xíu nữa. Nên cái make up này của con vẫn còn quá đẹp, quá sáng, trừ nửa điểm. Mà thật sự thì vấn đề để lỗi make up đó không phải là vấn đề là vì chị Chanh khó khăn gì đó. Vấn đề là thật sự là chị Chanh muốn nhắc nhở, thì nên làm cái điều đó. Thì Hồ Khanh cũng đã nghe kỹ cái nhạc của Diễm và để làm như thế nào để tạo thành một cái nhân vật và cái tính cách nhân vật để cho Diễm dễ hóa thân vào trong đó. Thì Khanh hy vọng với cái hình ảnh này thì tất cả các bạn sẽ yêu mến Diễm và bình chọn cho Diễm. Cho tới ngày hôm nay Trung thật sự mới bước vào sân khấu nha Trung. Em hát rất là thoải mái và Trung đã có một cái hình thức nó làm cho em rất thoải mái, vui vẻ, và em là người nghịch ngầm cho nên với hình thức này em hát nó mới hay. Nhưng mà Trung bị lo ra với cái phần múa, em chưa tương tác được với phần múa, hơi rời rạc một chút xíu thì em sẽ là chín điểm. Và thật sự ra thì Diễm ngay từ những số đầu tiên khi mà con bước từng chặng á, là cô là người phải nói là gọi là dập con mạnh nhất. Con phải hát tốt thì cái lời nói, lời xin cô nó mới hiệu quả. Con hát không tốt con rớt, cô xin đừng nào. Con không thuộc lời, con không tập trung lắm. Hồi nãy con hát á, là những cái nốt lời đó là cô nghe được, nhưng mà người ta nghe người ta sẽ thấy con bị phô. Người ta nói là người bản lĩnh chưa chắc đã sợ, người hay chưa chắc đã sợ, nhưng người dứt khoát là người ta sợ nhất, phải dứt khoát. Thì con đã thay đổi rất là nhiều. Và tới ngày hôm nay thì cô hoàn toàn là tin tưởng ở con. Bởi vì một cuộc thi họ phải có những cái nhìn xa trông rộng. Có những thí sinh chỉ hay ngay lúc đầu nhưng đường dài hoàn toàn là tuột dốc. Nhưng con sẽ là một cái người đi đường dài được. Nhưng phải có người chỉ cho con đường đi. Phải có người lôi con ra khỏi những cái cảm xúc mà con bị kìm nén. Và Diễm hôm nay thì con lấy được 100 điểm của cô. Thưa quý vị các bạn yêu mến thí sinh nào, hãy nhắn tin theo cú pháp HVVH khoảng cách mã số thí sinh gửi về tổng đài 8234. Tổng đài chúng tôi sẽ mở sau khi kết thúc chương trình này. Mã số thí sinh Phước Trung 02, mã số thí sinh Ngọc Diễm 01. Trước khi xem tiếp vòng chung kết năm, vị trinh xin mời quý vị nghỉ lao trong vòng vài phút, chúng tôi sẽ trở lại ngay. Thank you.
như núi chưa rộng đứng bên mặt trời để ngày ngày mặt trời say mê gọi núi em muốn sống bên anh cho nhớ đời như áng mây khát khao bầu trời của em tình yêu của em mùa xuân ơi giọt sương ơi tình yêu tôi như dòng sông đã tuôn trào không bao giờ khô cạn không khí nào tan phai xin mãi mãi như con sông dài đang sông theo anh tới nơi chân trời khi có nhau sống trong tình yêu mãi mãi dù mùa xuân có tàn phai hey 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 người chìm trong đêm giá băng và tình người sẽ tan biến như là giấc mơ yêu đương chỉ còn trong phi bang anh bên em vẫn cô đơn anh xa em dù gần con tim ta như đá lạnh buồn giá ta lạnh lùng trong băng giá như ánh sáng như mặt trời không anh sẽ như bình minh xóa ta lạnh lùng trong băng giá yêu em mãi như mặt trời không anh sẽ như bình minh xóa ta lạnh lùng trong băng giá như ánh sáng như mặt trời ta lạnh lùng trong băng giá yêu em mãi như mặt trời với trái tim cháy yêu thương bạn Salit Nhã Trúc á, làm cho Lý Hùng rất ấn tượng về Thế Anh. À, lúc đứng ở trong cánh gà Lý Hùng tưởng là Thế Anh ở hành tinh khác đến không ạ? Nhã Trúc luôn muốn biến Thế Anh thành một soái ca, luôn luôn muốn Thế Anh thiệt là đẹp trai để gom thật nhiều là fan nữ lên. Nhưng mà hôm nay sau khi mà nghe được cái kịch bản của bài hát của Thế Anh thì Nhã Trúc rất là phân tâm, tại vì bài hát nó mang một cái rock gì đó rất là ma mị. Phải kiếm một bộ trang phục nó có tông màu trắng và đen hợp với những bạn múa phù hợp bên cạnh. Mà cái hình thức phơm dáng của trang phục nó phải ma mị, phải có một cái nón trùm lên đầu và cái màu sắc phơm dáng nó phải tạo được cái sự mạnh mẽ vững chãi của một người đàn ông hát một bài hát rock.
rất là ấn tượng. Việt Trinh thấy là hơi buồn Nhã Trúc là tại vì một sói ca của Việt Trinh mà Nhã Trúc biến thành một sói ca rồi. Còn Ô Bích Hằng, hôm nay đúng là bạn lột xác hoàn toàn từ cái make up nè, cái nước da ngâm đen nè, rồi đến cái bộ đồ nè. Bạn Phước Lợi, để làm cho chị Hằng từ da trắng mà trở thành da đen như vậy và từ mái tóc cho đến make up mọi thứ, bạn mất bao nhiêu thời gian? Lại có những cái bạn nhân viên sẽ phụ để làm cái màu da, đánh cái màu da, đánh từng cái trên cái bàn tay, từ ngón tay, nói chung là tất cả hóa trang trên cái da, những cái phần da nào nó đưa ra ngoài hết. Rồi tóc thì phải dùng cái cây uống rất là bé để uống từng cái lọn tóc để tạo được cái độ xù của cái mái tóc. Tại vì tóc của chị Hằng thì mọi người biết là tóc rất là đen và mái tóc rất là mượt, thì mình phải làm, nói chung là mất cái thời gian tương đối khá là nhiều. Nhưng mà khi cái hình ảnh chị hoàn thành xong và khi mà chị bước lên sân khấu với cái ánh đèn, với mọi thứ ở trên sân khấu như thế này, thì nói chung là mọi cái tâm huyết, nói chung là mọi cái thời gian để đầu tư để tạo cái hình ảnh này cảm thấy rất là xứng đáng. Và hy vọng là nó sẽ là một cái hình ảnh mới và ghi dấu trong cái sự nghiệp của chị Hằng. Ở chiều hôm kia chứ, chị Hằng còn phân vân, chị Đào ơi, không biết chị có nên hát bài này không, chị sợ, chị không có tự tin. Cho nên rằng là Đào mới nói rằng là bây giờ chị muốn thi tiếp hay chị muốn nghỉ? Vậy thôi, chị muốn thi tiếp thì chị phải cố gắng. Tất cả các thí sinh đều phải cố gắng hết. Bởi vì sao? Tất cả các vòng này quý vị cũng thấy rằng Đào thay đổi hoàn toàn tất cả các tiết mục. Nó trái ngược với sở trường của tất cả các thí sinh hết. Nhưng mà rõ ràng chị Hằng đã làm được điều đó tại sân khấu này. Xin cảm ơn. Còn thí sinh Thế Anh, Lý Hùng thấy lúc mà lúc mà Thế Anh biểu diễn á, thì nhóm của Đa Sắc, đặc biệt là ca sĩ Hoàng Bách, có vẻ cũng trầm ngâm gật đầu. Thì không biết bạn cảm nghĩ về thí sinh của mình huấn luyện như thế nào? Có thể nói Thế Anh là một trong những thí sinh thông minh nhất mà Bách đã từng huấn luyện. Thế Anh làm được mọi việc một cách dễ dàng quá, thì để tạo ấn tượng thực sự là một điều lại khó dành cho ban huấn luyện. Thì ngay từ cái bản hòa âm ban đầu dành cho bài hát này, thì Bách cũng muốn là có một cái gì đó nó khác hẳn đi so với mọi người đã từng nghĩ về bài hát này. Cái không khí nó phải ma mị, và đặc biệt là cái phần dàn dựng, Bách cùng với anh Ngọc Hiền có bàn với nhau là nó phải có một cái ý nghĩa nào đó, không chỉ như mọi người đã nghĩ về bài hát này, mà thêm một ý nghĩa nào đó về môi trường, về cái sức sống của con người. Bởi vì ngay trong thời điểm này Thế Anh đang bị cúm rất là nặng, nên hôm nay bạn ấy hát không có đạt được như mọi hôm. Nhưng em hát được như thế này thì anh cũng đã thấy là em đã vượt trên cái sức của mình trong thời điểm hiện tại rồi. Anh đã dặn Thế Anh từ đầu rồi là Thế Anh hát giọng rất hay, rất ngọt ngào, cất lên một hai câu đầu là mọi người thấy yêu mến, vỗ tay. Nhưng em đi đường dài, một bài em chưa hết, sức đã bị đuối. Bên đây Hoàng Bách đã ép em hát lên tới đắp xón và lá với. Nói lá với, tuy chưa tròn nhưng mà cũng tốt nha, cũng tốt, nghĩa là nẹt lên, nhưng mà đừng nẹt như thế nhiều lắm, bị hư đó. Đường dài sẽ bị hư giọng. Tuy hôm nay có cảm nhưng hát cũng rất tốt. Chúc mừng em nhé. Ôn Bích Hằng, anh thấy cái hình dáng hoặc em diễn rất là hay, rất là đẹp, rất là dễ thương. Phát âm vì bài này nó hơi nhanh, cho nên là chủ quan thì có một vài chữ nó sẽ bị mờ đi đó. Trong cuộc thi này chị đã quá an toàn khi mà chị biết được cái khoảng giọng của chị với những bài đó là sẽ đúng, chắc chắn. Nhưng mà sai lầm của chị nhất khi là tuần trước chị đã không chịu thay đổi. Chị đã hát lại đúng như vậy, cho nên tại sao mà điểm của Phương Thanh lại thấp? Bởi vì chị không hoàn toàn hết được tất cả những nốt hay, bởi vì nó ngược với cái nguyên tắc giọng của chị, cho nên chị thất bại một chút xíu trong mắt Phương Thanh. Tuần này hầu như mọi người cứ nghĩ rằng hát rock Phương Thanh sẽ cho điểm cao, nhưng chưa chắc. Bởi vì có người hợp với rock, có người không. Thì hoàn toàn là chị Hằng với lại Thế Anh hầu như chưa đạt được cái đó. Thì chị Hằng là... Thế Anh tương tác với lại múa tốt, trang phục tốt, hình thức tốt. Thế Anh sẽ 98 luôn. Khi các bạn yêu mến thí sinh nào, hãy soạn tin nhắn theo cú pháp HVVH, khoảng cách, mã số thí sinh gửi tổng đài 8234. Mã số bình chọn thí sinh Ôn Bích Hằng 08. Mã số bình chọn thí sinh Thế Anh 06.
chung kết năm hôm nay đúng là một bữa tiệc âm nhạc thật thịnh soạn. 8 thí sinh vừa rồi hát á, thì đàn 8 bài trong cái top hit của karaoke. Thì không biết là anh Hùng có biết rành thêm những cái bài hát nào kế tiếp hay không? À, biết chứ. À, thưa quý vị, hai tiết mục kế tiếp á, cũng là hai ca khúc top hit của karaoke nè. Mà đặc biệt một trong hai ca khúc đó, ca sĩ Phương Thanh thể hiện rất là ấn tượng. À, thưa quý vị, xin mời quý vị thưởng thức hai tiết mục cuối cùng của chương trình đêm nay qua phần thể hiện của hai thí sinh Bá Duy và Ngọc Hân. Lòng ước bao nhiêu, mong rằng hai đứa có chỉ là quá xa xôi. Ta mơ một mái nhà tranh, ta mơ một túp lều tình. Đời mình đẹp mãi có em và anh, đời mình đẹp mãi dưới túp lều xinh. Rồi mình đi kiếm điếu xanh ghét làm mành, rồi mình xin khấm chúc sinh trồng hết xung quanh. Ngoài vườn hoa cúc hoa mai nào khác chi xanh, ban mai mình ngắm màu hoa, đêm đêm mình ngắm chị Hằng. Dù nghe cuộc sống vẫn thêm hào hoa, đời mình đẹp mãi có ai bằng ta. Túp lều lý tưởng của anh và của em, đâu đâu nào anh ơi. Túp lều lý tưởng của anh và của em, đâu đâu nào anh ơi. Túp lều lý tưởng đó ta xây bằng duyên bằng tình, không ai mà yêu bằng mình khi ta đứng nhìn một đàn con xinh. Tình mình không chắc dễ mua hạnh phúc bằng tiền, vì tiền chưa chắc đã cho cuộc sống như tiền. Dù nghèo hai đứa ước mơ chỉ bấy nhiêu thôi, ta mơ một mái nhà tranh, ta mơ một túp lều tình. Đời mình đẹp mãi có em và anh, đời mình đẹp mãi dưới túp lều xinh. Chị Hằng, dù nghe cuộc sống vẫn thêm hào hoa, đời mình đẹp mãi có ai bằng ta. Túp lều lý tưởng của anh và của em, đâu đâu nào anh ơi. Túp lều lý tưởng của anh và của em, đâu đâu nào anh ơi. Túp lều lý tưởng đó ta xây bằng duyên bằng tình, không ai mà yêu bằng mình khi ta đứng nhìn một đàn con xinh. Túp lều lý tưởng của anh và của em, đâu đâu nào anh ơi. Túp lều lý tưởng của anh và của em, đâu đâu nào anh ơi. Túp lều lý tưởng đó ta xây bằng duyên bằng tình, không ai mà yêu bằng mình khi ta đứng nhìn một đàn con xinh. Tình mình không chắc dễ mua hạnh phúc bằng tiền, vì tình chưa chắc đã cho cuộc sống như tiền. Dù nghèo hai đứa ước mơ chỉ bấy nhiêu thôi, ta mơ một mái nhà tranh, ta mơ một túp lều tình. Đời mình đẹp mãi có em và anh, đời mình đẹp mãi dưới túp lều xinh. Lại bài vở rồi ăn sáng rồi đi học nha con. Hôm nay mẹ cho con ăn gì vậy?
đây phần ăn sáng của con. Sao ngày nào cũng phải lan với mẹ, ngán gần chết luôn. Con ăn đỡ đi, ngoan đi, mẹ đi bán, chiều có tiền mẹ mua gạo nấu cơm cho con ăn nha. Dạ. Ngoan nha con. Mẹ đi bán cẩn thận, con vô chuẩn bị quần áo rồi đi học đây. Là phải lan. Ai gốc ổi xoài khoai lang đây? 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 Có tiếng gió nghe sao lạc lòng giữa phố chiều lắm sao. Có tiếng giao ngơ ngác xanh xanh khuất sau hàng phố cao cao. Có phải chỉ tôi ra đi từ chốn quê nghèo? Có phải mẹ anh bốn ba từ miền chúng xa xôi? Thôi về đi anh, về đi anh, ký túc xa giờ vắng tay. Tôi nó đi cả rồi, lao vào những cuộc chơi chỉ còn chúng ta nghẹn ngào chơi vơi. Những trái me đầu phong luộc đòn cánh tre. Ai mua ai không mua, ai mua chỉ có lù chè. Tí ơi có chua không, tèo ơi có đắng tiếng giao nghe sao lạc lõng giữa phố chiều lắm sao. Có tiếng giao ngơ ngác xanh xao khuất sau hàng phố cao cao. Có phải chỉ tôi ra đi từ chốn quê nghèo? Có phải mẹ anh bốn ba từ miền chúng xa xôi? Thôi về đi anh, về đi anh, ký túc xa giờ phăng tay. Tôi nó đi cả rồi, lao vào những cuộc chơi chỉ còn chúng ta nghẹn ngào chơi vơi. Mẹ tôi như lời chị tôi mang quê hương trên đôi vai gầy. Những trái ổi xẻ, những trái me đầu phong luộc đòn cánh tre. Ai mua ai không mua,
mẹ tôi như lời chị tôi, mang quê hương trên đôi vai gầy. Những trái ổi xẻ, những trái me đầu phong luộc đòn gánh tre. Điều gì muốn chia sẻ phải không? Dạ, trước khi quyết định chọn một cái bài hát này thì em rất là lưỡng lự, rất là không dám. Tại vì cái bài hát này rất là nổi tiếng của cô Phương Thanh, em sợ là bị bắt lỗi nhiều. Nhưng mà em vẫn quyết định chọn vì khi mà em đi bộ đội, đi hành quân thì những cái hàng gánh rau, nước, trái cây rất là nhiều chạy theo để tiếp bộ đội. Cái gì cho bộ đội được là cho. Em xin cảm ơn những cái người đã đồng hành cùng bộ đội đi trên quãng đường đó. Và xin cảm ơn những lời chia sẻ chân tình của Bá Duy. Phương Thanh hoàn toàn khác trên các đứa bạn có hát bài Phương Thanh vẫn cứ yên tâm. Hát càng khác Phương Thanh càng có điểm cao, bởi vì chúng ta phải sống cho cảm xúc của chúng ta. Và đối với chị em hát rất là hay, rất tình cảm. Có một điều duy nhất trong bài hát chị tiếc là chỗ lên tông em lên hơi bị lạc. Lúc đầu trong đầu chị dự định em sẽ là 100 điểm chắc chắn, nhưng mà chị bắt buộc phải trừ điểm của em thôi. Lên nửa tông thì dễ bị lạc, dễ bị bơi ở phút đầu. Cho nên anh khuyên rằng những thí sinh đi thi lấy độ an toàn, đừng tham lên xuống tông như vậy, dễ bị tai bay vạ gió lắm. Chứ hôm nay em hát bài này rất hay. Và Ngọc Hân là một, có một tinh thần rất là lạc quan và ý chí rất là tốt. Em đầy tự tin trên sân khấu. Cho nên chính vì cái điều đó mà có những cái lỗi nho nhỏ trong hát của em nó bị thô á, là em được bỏ qua. Và đây cũng là một phong cách âm nhạc rất là hợp với em chứ không phải rock đâu nha. Chào người đẹp rừng xanh, đại gia đình ở trường quay và lẫn cả đại gia đình đang xem truyền hình có thấy rằng người đẹp rừng xanh hôm nay hát hay nhất trong những cái đợt thi trước á. Như hôm nay một bài hát trữ tình đã được phối lại, remix lại và dàn dựng rất là đẹp, rất là dễ thương và mềm mại, ngọt ngào. Chúc mừng em. Và hôm nay thì thực sự là Ngọc Hân cũng lột xác. Đó là mà có là cái sự nỗ lực rất nhiều của Thuyền Hoa. Không cần nói nhiều, tất cả những gì em thể hiện trên sân khấu đó đã chứng minh những gì chị mong muốn và tất cả đội huấn luyện viên mong muốn. Ngọc Hân là một người cố gắng gần như là nhất cái đội bên này, bởi vì rất là chăm chỉ. Các bạn thấy rồi, tướng tá Ngọc Hân không thuận lợi để mà nhảy múa đi như vậy, nhưng mà Ngọc Hân vẫn không có ngần ngại, bất cả những động tác gì đưa ra đều cố gắng tập. Phải nói là mỗi tuần qua đi thì Duy lại gây bất ngờ. Em là cái người kết lại cái phần trình diễn của cả đội mình ngày hôm nay, thì em đã làm cho khán giả khóc được. Bản thân anh là người đã xem đi xem lại cái phần này bao nhiêu lần rồi, nhưng mà hôm nay em đã làm cho anh khóc. Nếu nói về thanh nhạc riêng á, thì rõ ràng là không chỉ là những vấn đề anh Ngọc Sơn hay là chị Phương Thanh đã góp ý kiến với em đâu, mà vẫn còn những điều khác mà anh chị chưa nói ra. Nhưng rõ ràng là hôm nay em, cái cảm xúc mà em đặt được vào bài hát để cái phần hoạt cảnh này anh Ngọc Hiền dựng nó trở nên hoàn hảo là em đã thuyết phục được rồi. Nhưng rõ ràng là em đã làm tốt trong cái phần trình diễn của mình. Anh chúc mừng em. Rồi, Việt Trinh thấy là ca sĩ Phương Thanh là nãy giờ ngồi rất là trầm ngâm, tại vì đây là hai tiết mục cuối và Việt Trinh biết là Phương Thanh đang rất là đắn đo cho cái phần cho điểm. Bá Duy sẽ là
Bá Duy thì chắc chắn là 99 rồi. Ngọc Hân. Em 100 điểm. Thưa quý vị các bạn, quý vị các bạn yêu mến thí sinh nào, xin mời quý vị khán giả soạn tin nhắn theo cú pháp HVVH, khoảng cách mã số thí sinh gửi về tổng đài 8234. Tổng đài chúng tôi sẽ mở sau kết thúc chương trình này. Mã số bình chọn cho thí sinh Ngọc Hân 05, mã số bình chọn cho thí sinh Bá Di 07. Kính thưa quý vị, trước khi đến với điểm số cuối cùng dành cho các thí sinh, vị Trinh xin mời quý vị nghỉ giải lao trong vòng vài phút, chúng tôi sẽ trở lại ngay. Chào mừng quý vị các bạn quay trở lại vòng chung kết năm của chương trình Hát Vui Vui Hát 2016. Đêm chung kết năm thì hai đội huấn luyện viên sẽ được quyền giữ lại ba thí sinh an toàn của họ mà không bị ảnh hưởng bởi số điểm của ban giám khảo. Thưa quý vị các bạn, bốn thí sinh rơi vào nhóm nguy hiểm sẽ được cộng điểm vòng chung kết 4 cộng lại điểm vòng chung kết 5. Thì hai thí sinh nào có điểm thấp nhất sẽ loại trực tiếp trong đêm nay. Bây giờ đến phần hồi hộp nhất, đó là phần hai đội huấn luyện sẽ chọn ra ba thí sinh an toàn của mình mà không bị ảnh hưởng bởi số điểm của ban giám khảo. Và trước khi chọn nha, Lý Hùng có ý kiến nè, các bạn bên Hoàng Bách với bên Đông Đào nha, phải chọn gà tốt nha, thí sinh khỏe, tại đường còn dài lắm, phải đi vào vòng trong nha các bạn ha. Đội 007 đa sắc. Rồi, đây là cái giây phút mà nó phải tới, nhưng mà không ai mong muốn cả. Cho Đông Đào lên đứng hát 10 bài, Đông Đào không có rung bằng lúc này á. Chúng ta đã có một cái thời gian dài gắn bó với nhau giống như một gia đình vậy á. Chúng ta đến với sân chơi này không phải để chiến thắng ai, mà cái quan trọng nhất là mình được tận hưởng một cái khoảng thời gian làm một người nghệ sĩ chuyên nghiệp, hát trên một cái sân khấu lớn như thế này, âm thanh ánh sáng tốt thế này, và được huấn luyện bởi những ekip chuyên nghiệp như thế này. Không phải ai cũng muốn mà có được cái điều này hết. Cá tính và cách thể hiện trên sân khấu thì Hoàng Bách và Nhã Trúc thống nhất với nhau sẽ lựa chọn Ngọc Diễm. Chị Chanh hay là anh Ba, Ngọc Sơn có nói mình cần là cần cái đường dài. Điều thứ nhất, cô chọn lần này không phải là em hát xuất sắc nhất, nhưng mà cô thấy em sẽ có triển vọng để em tỏa sáng hơn nữa, em phát huy khả năng em nhiều hơn nữa, bởi vì giọng hát của em rất là tốt. Dù là hình ảnh nào em cũng sẽ được tỏa sáng. Em chỉ cần nghe, biết lắng nghe và biết trau dồi thêm mình. Đó là bạn Phước Trung. Hồi đầu tiên thì anh xin cảm ơn năm em đã vào đội của Đa Sắc. Những gì giống như lúc đầu mà các em về với đội tụi anh thì anh đã nói những gì cho anh đã thực hiện đúng với các em, các em cũng đã hiểu rồi đúng không? Bá Duy thì thật sự á, anh giọng hát của em thì anh rất có cảm xúc với em. Nhưng mà về cái vấn đề em thiếu cái sự kiên định, mình phải nên cố gắng vượt qua những cái thử thách để mình học hỏi, mình có thể mình vấp ngã, sau này mình có thể làm cái kinh nghiệm cho mình. Anh cũng muốn Duy hãy chứng minh điều đó cho anh Bách và cả nhóm mình thấy được cái điều đó, và khán giả thấy được điều đó ở trong em. Như lại nói anh cần sự kiên định và anh sẽ chọn em. Và em với Hải thì nói chung là cũng có một sự thống nhất với nhau. Tụi em sẽ chọn ra một người, người mà có thể giúp em đẩy vào sâu hơn nữa và có thể cùng ban huấn luyện để mà có thể đi chung một con đường, thì em xin chọn chị Như ạ. Thật sự ra hai đội đều giống nhau, thí sinh cũng vậy mà ban huấn luyện cũng vậy, đều tâm huyết như nhau, cho nên Kiều Phương không nói nhiều về tình cảm ở đây nữa. Kiều Phương phải khẳng định rằng là ba người này là ba người cực kỳ cố gắng nỗ lực, ai ở ai đi đều cũng tiếc cả. Tuy nhiên cuộc chơi đã là như vậy, chúng ta phải nên chấp nhận. Và người Kiều Phương thấy rằng là có một cái nỗ lực nhiều nhất trong ba người đây, đó là bạn Ngọc Hân. Tất cả năm em đều có phần dàn dựng coi như là tương đối đẹp và đã hết tâm, dẫu cho ai ra đi cũng sẽ không hối tiếc. Nhưng mà khi ở lại thì các bạn phải cố gắng hơn nữa, phải làm cho mình đa màu đa sắc hơn nữa. Bạn Trường Giang đi, hôm nay cũng mới là thay đổi một chút thôi. Thế anh rất thông minh, tuy nhiên là
nó dễ bị nhàm chán lắm nếu mà em không đột phá hơn nữa. Còn bản thân bạn Nga thì là nếu còn ở lại em phải cố gắng là phải thay đổi nhiều dòng nhạc phong cách một chút xíu và thích ứng với mọi thể loại. Ai anh cũng thương, nhưng mà sự quyết định chỉ có một. Anh nghĩ anh sẽ chọn Trường Giang. Chúc mừng Trường Giang. Và bây giờ bên cạnh Lý Hùng và Việt Trinh là 4 thí sinh trong nhóm nguy hiểm. Bây giờ Việt Trinh xin chúc mừng 2 thí sinh sẽ vào nhóm an toàn. Đó là Thùy Hoa trước. Thí sinh của các bạn phải chia tay với các em, các bạn thí sinh. Thì đối với mình là một cái cảm giác nó rất là khó quên. Đó là một cái nỗi buồn. Đã đi tới đây mà nếu như lỡ có bị ra về thì mình cũng cảm thấy là mình rất là vui. Bởi vì những cái gì mà mình học hỏi được ở đây nó cũng làm cho mình rất là hạnh phúc rồi. Đó là Trần Quang. Và anh xin được chúc mừng cho thí sinh của đội đa sắc bước tiếp vào vòng trong. Mặc dù đã biết trước là sẽ phải đối mặt với cái khoảnh khắc này, nhưng mà thật sự không muốn chút nào. Nếu như trong 10 người phải dừng lại 2 thì đó là một điều mà chúng em cảm thấy rất là buồn. Xin chúc mừng thí sinh Thế Anh. Thật ra ông Bích Hằng khóc á, cảm động là tại vì mình phải chia tay với một cái chương trình mà mình quá thích. Và mình một cái nơi mà mình đã bắt đầu gắn bó với một gia đình. Dạ, trước tiên thì em xin cảm ơn ban huấn luyện đã thay đổi cũng như là lột xác em để em có thể là hiểu mình cần gì và mình thiếu gì. Và trên hết là em xin cảm ơn hai vị giám khảo, một người em rất là yêu thương. Mặc dù chia tay chương trình rồi, nhưng mà em cũng sẽ ủng hộ chương trình này và sẽ theo dõi các bạn và cổ vũ cho các bạn. Xin cảm ơn. Thưa quý vị, các bạn, cuộc thi nào cũng có luật chơi riêng. Lý Hùng chúc mừng cho 8 thí sinh bước tiếp vào vòng trong và chia buồn cho thí sinh phải rời cuộc chơi. Lý Hùng cũng mong rằng các bạn hiểu rằng đây là hành trình khởi nghiệp cho sự nghiệp ca hát các bạn. Và chúc cho các thí sinh thành công trong cuộc sống. Chương trình Hát Vui Hát 2016 do Đài Truyền hình Vĩnh Long thực hiện. Thưa quý vị các bạn, quý vị và các bạn xem chương trình Hát Vui Hát sẽ phát lúc 21 giờ thứ bảy hàng tuần trên kênh Truyền hình Vĩnh Long 1. Và bây giờ, Lý Hùng, Việt Trinh xin chào và hẹn gặp lại.